coi đó rõ. Tôi vẫn bảo luôn, con nó cút không được cách nào. Và quan trọng là cút ai. À, quan trọng là cút ai không được cách nào. À, cái cút cái thứ hai nữa đó, là tôi nói 50-50. Có nghĩa là trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy và 50% không ủng hộ thầy. Thì tôi một khi tôi đã buông lời ra thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm. Quý vị tin đi, tâm linh là có thật,
mình thấy hoa nở và mở xuân về, mình thấy thần tượng ông bà tổ tiên cha mẹ mình, quê hương đất nước của mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ, mình phục vụ cho họ để họ tu, chứ mình không có phước. Quý vị phải nhớ điều đó. Bây giờ tôi đi cúng dường cho một ông thầy, rõ ràng là tôi phục vụ cho ông thầy, và ông thầy đã tu rõ tu, nhưng mà ông tu cho ổng chứ không phải cho tôi. Ổng tu ổng phước, tôi phước. Tôi bằng cách là tôi giúp trẻ em nghèo bệnh tật, tôi sống lương thiện, tôi đóng góp cho xã hội, tôi không làm cái gì hệ lụy cho xã hội, đúng không? Còn mỗi chị em phụ nữ á dễ bị mù quáng lắm. Và đặc biệt đó, tôi nói thật sự, tôi nói câu này ra nhiều người không thích tôi đâu. Các thầy tu đa số là Phật tử là phụ nữ không, mà nhất là mấy chị em sồn sồn có nhiều tiền á, thầy kính trọng lắm. Đó là sự thật. Cho nên những cái vấn đề nhạy cảm á, tôi sẽ nói vì bản thân tôi đã kinh qua trải qua rồi, và chính tôi cũng đã từng bị những ông thầy tu thả tim chùm. Mới đầu thì thầy với con, một hồi thì thầy với em, tôi quyến rũ quá nè, đúng không quý vị? Tôi sẽ nói cái câu chuyện này sau này, bây giờ hát tặng cho quý vị tiếp.